mở bát xôm như lệ quyên mới đầu năm 2024 mà đã xảy ra biết bao nhiêu chuyện nhà mình hôm nay du xuân mùng 50 tết này các bạn ơi <cười> <cười> nếu hoàng phòng trà nhầm lẫn 30 40 tết liên có hiền hồ cứu cánh với màn đáp trả anti fan cực gắt nay không đi gối ủa em đi em phải thông báo cho anh nè bảo giá cái gì bảo vệ cái bà nội miếng Sơn Tùng, Jack lần lượt lên sóng tranh nhau chiếm spotlight với hai nàng thơ. Nam em hất hết dàn nam thần mỹ nữ dính drama ra mé mương. Khi kéo Quế Vân lên livestream bóc phốt showbiz cùng nam danh hải đỉnh đám, loạt tin đồn chia tay của Minh Triệu, Kỳ Duyên, Phất La, Thiên Ân khiến netizen Việt hóng drama mệt nghỉ. có tình mới. có trịnh sảng thì VBiz có lệ quyên hai mỹ nhân mở bát cực mắt tay khi mang đến một mùa bội thu drama cho dân tình hóng mệt nghỉ tết mới hết và cũng chỉ vừa qua mùng thôi ấy thế mà showbiz việt đã có bao vụ ồn ào làm cư dân mạng quan tâm mở bát cho một năm showbiz đục nước là Lệ Quyên. Ngay trong ngày 30 Tết, Lệ Quyên đã gây tranh cãi với chiếc story hơi sai sai khi gọi chiều 30 là 40 Tết. Dĩ nhiên nữ ca sĩ bị dân mạng mỉa mai không ít và để chôn dân mạng, mấy ngày sau Lệ Quyên tiếp tục đăng story, cố tình nói đi chơi mùng 50 Tết chứ chẳng thèm quan tâm đúng sai nữa. Được biết, trước khi ồn ào với câu chuyện 40 Tết, Lệ Quyên đã combat và hiệp với Giang Cư Mận, cấp 7749 story về những chiêu trò trong sâu, đồng thời tố có người chơi xấu mình. Trong lúc Lệ Quyên còn đang gây cười thì Hiền Hồ bỗng dưng nổi lên và chiếm mất spotlight với màn đáp trả anti fan cực gắt trên livestream, nữ ca sĩ nhận về khá nhiều câu hỏi kém duyên từ việc đi hát quán bar, mua mạch chưa, đi đánh gôn phòng tất cả đều được hiền hồ trả lời thẳng thắn đốt chát hẳn với cư dân mạng Nếu ca sĩ không còn xem trọng hình tượng ngây thơ hiền lành khi xưa thậm chí không ngại trở thành bad girl trong mắt mọi người câu chuyện của hiền hồ cũng không chiếm sóng quá lâu bởi dù sao ồn ào của cô cũng chẳng phải ngày một ngày hai cái tên hiền hồ nhanh chóng được xếp vào một góc bởi rách và sơn tùng là những nhân vật nổi lên ngay sau đó với loạt thính chuẩn bị comeback rách tung poster mv mới với nữ chính có góc mặt từ tựa thiên han mẹ của con gái anh dĩ nhiên dân mạng được fan dậy sóng rồi nhưng sơn tùng còn được chú ý hơn khi hết hải tú đăng status nói về quá khứ đến lượt sơn tùng như nhắn gửi lời đáp trả tình tin đồn của sơn tùng còn gây hoang mang hơn khi đăng ảnh tối đen ăn sếp nhưng theo netizen suy đoán thì những hành động này của cả hai chỉ là chiêu trò giúp tạo nhiệt chuẩn bị ra mắt sản phẩm âm nhạc mới một trong những drama thu hút sự chú ý nhất thời điểm hiện tại đó là màn livestream của nam em dù có là lệ quyên sơn tùng hay rách cũng không thể bằng những drama mà nam em kể trên livestream cô tiết lộ về một nam danh hài từng thả thính mình rất ham mê nổi tiếng tích được lên báo và cháu trở khi diện áo hoa ăn sinh nhật ôm hôn mình nhưng chỉ vài ngày sau mặc đúng chiếc áo đó để cầu hôn người khác chưa đã cái nư nam em còn rủ cả quế vân lên livestream cùng tại đây hai cô ả à đã bóc ra không ít chuyện làm showbiz phải xôn xao quế vân cho biết bản thân đang giữ rất nhiều bằng chứng liên quan đến nam danh hải cộng thêm nhiều câu chuyện của các sao khác nên chỉ cần ai va vào cô thôi là tới câu chuyện liền ra tết chưa đầy tháng showbiz việt đã có quá nhiều drama và tô điểm cho những ồn ào này là một vài tin đồn chia tay của các cặp đôi nổi tiếng fan của minh triệu kỳ duyên đã có quãng thời gian ăn không ngon ngủ không yên khi thấy hai chị yêu không còn tương tác với nhau tết lẫn valentine còn không đi chung, không nhắc tới đối phương. Phát La và Thiên Ân cũng được cho là đã đường ai nấy đi. cư dân mạng cho rằng trên livestream, Trường Giang đã tiết lộ về tình trạng của cặp đôi, còn nói rằng trước sau gì cũng biết. Phát La cũng khá sự khi bị nhắc tới chuyện tình cảm của mình.